Hai đôi nam nữ vừa đi xe máy vừa tắm trên đường bị xử lý. Ngày 30 tháng 5, Công an huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cho biết đơn vị vừa triệu tập và xử lý vi phạm đối với 4 thanh niên vừa đi xe máy vừa tắm trên đường. Trước đó, ngày 23 tháng 5, lực lượng an ninh Công an huyện Cao Phong phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip nhóm thanh niên điều khiển xe máy trên đoạn đường thuộc địa phận huyện Cao Phong có hành vi không đội mũ bảo hiểm, vừa đi vừa dội nước tắm cho nhau, gây mất an toàn giao thông. Công an huyện Cao Phong đã chỉ đạo đội nghiệp vụ phối hợp xác minh về video clip và tài khoản mạng xã hội đăng tải video trên. Qua xác minh, xác định T, 20 tuổi, điều khiển xe máy chở người ngồi trên xe là K, 17 tuổi, cùng chú huyện Tân Lạc, Hòa Bình và H, 17 tuổi, điều khiển xe máy chở người ngồi trên xe là M, 21 tuổi, cùng chú huyện Cao Phong, Hòa Bình. Các 4 trường hợp trên đều sử dụng trang mạng xã hội Facebook cá nhân để đăng tải video có nội dung trên. Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình. Công an huyện tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông, các hành vi vi phạm và tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định, đặc biệt xử lý nghiêm hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông, đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu, xử lý vi phạm hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Người đàn ông sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu. Chiều ngày 30 tháng 5, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân nam 34 tuổi trú tại thành phố Cao Bằng đến điều trị do dị ứng ve sầu. Người nhà kể lại, sau bữa tối ăn nhộng ve, bệnh nhân có hiện tượng mệt mỏi, đau quặn bụng, đại tiện phân lỏng, tức ngực, khó thở, kèm nôn nên được đưa đến bệnh viện. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc phản vệ độ 2 do ăn nhộng ve. Đến mùa ve sầu, nhiều người thường tìm loại vật này để về làm thức ăn hoặc món nhậu. Tuy nhiên, nhiều người cơ địa dị ứng hoặc ăn phải ve sầu có ký sinh trùng sẽ có nguy cơ dẫn đến ngộ độc. Các bác sĩ cho biết, một số người khi ăn ve sầu có thể bị dị ứng nổi mề đay, mẩn ngứa khắp người, đó là trường hợp nhẹ. Đối với trường hợp nặng, người bệnh có các triệu chứng khó thở, nôn mửa, co giật, hôn mê, có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Những người có cơ địa dị ứng với thức ăn, đặc biệt là dị ứng hải sản, cần cẩn trọng khi ăn ve sầu. Nếu thấy các dấu hiệu sẩn ngứa, khó thở, bạn nên đến cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng khuyến cáo. Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện vận chuyển hơn 500 viên thuốc lắc. Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 29 tháng 5, tổ công tác của Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng gồm các lực lượng cảnh sát giao thông, hình sự, ma túy và công an phường Hòa Cường Bắc tổ chức lực lượng kiểm tra nồng độ cồn ma túy tại khu vực đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, nam thanh niên nhanh chóng vứt xe máy rồi bỏ chạy vào quán cà phê gần đó. Phát hiện hành động bất thường của nghi phạm, các lực lượng tiến hành truy bắt. Nghi phạm đang nấp trong nhà vệ sinh của quán cà phê thì bị công an ập vào bắt giữ. Tiến hành mở cốp xe máy của nghi phạm, công an phát hiện khoảng 500 viên thuốc lắc, gói ketamin, một gói ma túy đá, hai gói ma túy Charlie cùng các tang vật khác có liên quan. Nam thanh niên khai tên Nguyễn Tấn Thanh, sinh năm 2000, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và thừa nhận số ma túy trên là của mình. Nghi phạm và tang vật đã được bàn giao cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra xử lý. Chồng xem camera thì thấy ba mẹ con nhà báo ở nhà quẩy nhạc Pokemon cực sung. Kể ra lấy vợ cũng vui, nhất là may mắn lấy được cô vợ thích tấu hề. Và anh chồng đăng tải đoạn video dưới đây lại vui gấp ba khi đã lấy được cô vợ hề hước, lại còn lời thêm hai bình rượu mơ có đam mê pha trò y hệt mẹ. Biết rõ ba mẹ con cứ hễ ở nhà cùng nhau là có chuyện nên anh chồng lắp hẳn camera canh cho an tâm. Nào ngờ lại quay được cảnh tượng cười đau cả ruột của ba mẹ con khi anh đang đi làm. Theo đó, trời đổ mưa sau những ngày nắng nóng gay gắt, cùng với việc các con chính thức được nghỉ hè nên tâm trạng của cả ba phấn khởi không thể diễn tả bằng lời. Thế là không cần nghĩ ngợi gì nhiều, chị mẹ liền xung phong làm cơ trưởng, mở nhạc Pokemon Remix lên cùng với hai bình rượu mơ quẩy sung, suýt nữa bay cả nóc nhà. Nhìn dáng nhảy bá đạo của vợ cùng với cô con gái đầu lòng mà ông bố chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thế này thì không cần thắc mắc con gái giống bố hay là giống mẹ nữa. Đoạn clip sau khi được anh chồng đăng tải lên trang TikTok cá nhân đã nhanh chóng nhận về một lượng tương tác khủng, sau đó là lan truyền trên khắp các tài khoản mạng xã hội. Sau đây là một số bình luận hài hước được cư dân mạng để lại.
Trời ơi, ai dạy bà chị cả đu lên tường nhảy luôn vậy? Hết sức tưởng tượng luôn. Thấy bóng dáng của gia đình tôi trong này nè. Lập gia đình rồi nên ít đi quẩy với bạn được, chuyển sang quẩy với hai con gái cưng. Xích mích sau cuộc nhậu, người đàn ông bị chém tử vong. Khoảng 22 giờ 30 ngày 19 tháng 5, tại xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, vụ xô xát xảy ra giữa anh Trần Ngọc Khánh, sinh năm 1985 và Lê Công Ngọc, sinh năm 1989. Hậu quả là Ngọc bị chém vào phía sau, thương tích nặng và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh Tuyên Quang. Đến 1 giờ 30 ngày 30 tháng 5, Lê Công Ngọc tử vong, còn Trần Ngọc Khánh bị thương nhẹ. Ông Trần Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Linh cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là xuất phát từ mâu thuẫn sau cuộc rượu. Hiện vẫn chưa xác định được ai là người chém anh Lê Công Ngọc dẫn đến tử vong. Cơ quan công an đang tạm giữ vài người để điều tra làm rõ. Trước khi vụ việc xảy ra, trong thôn có hộ gia đình tổ chức bữa cơm để cảm ơn bộ phận giúp việc đã hỗ trợ gia đình trong việc tổ chức đám cưới cho con. Cả anh Trần Ngọc Khánh và anh Lê Công Ngọc cùng tham gia bữa cơm đó. Sát hại hàng xóm rồi lẩn trốn suốt 30 năm, bị bắt vì điều bất ngờ. Ngày 30 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Duy Trường, sinh năm 1974, ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ra xét xử về tội giết người. Bị hại trong vụ án là anh Đỗ Doãn Hiếu, sinh năm 1969, hàng xóm của bị cáo. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải trì hoãn do vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ ngày 11 tháng 3 năm 1994, Trường ngồi uống rượu tại quán nhà ông Trần Nguyễn Hùng, sinh năm 1955, ở phường Cầu Dền, thì thấy anh Hiếu đi đến, gọi ra nói chuyện. Quá trình nói chuyện giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Anh Hiếu dùng tay tát mấy cái vào mặt Trường rồi bỏ đi. Trường rút dao bầu trong người ra, đâm một nhát trúng ngực anh Hiếu. Sau khi gây án, Trường bỏ trốn. Anh Hiếu được anh Văn Anh và mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đã tử vong trước khi đưa đến cơ sở y tế. Sau khi phạm tội, Đỗ Duy Trường bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố bị can và quyết định truy nã về tội giết người. Quá trình bỏ trốn, Trường đi vào tỉnh Kiên Giang rồi nhập cảnh trái phép vào Vương quốc Thái Lan theo đường biển và bị Hải quân Vương quốc Thái Lan bắt giữ. Khi bị bắt, Trường khai là người Campuchia, không nhớ khai tên gì và bị xử phạt 7 tháng tù rồi bị trục xuất sang Vương quốc Campuchia. Trong thời gian ở Campuchia, Trường thuê người làm giả hộ chiếu Việt Nam mang tên Nguyễn Văn Tuyến. Năm 2008, Trường sử dụng hộ chiếu này để nhập cảnh vào Vương quốc Thái Lan và sinh sống tại thủ đô Bangkok. Đến tháng 3 năm 2022, do không làm được hộ chiếu để về nước nên Trường khai tên thật là Đỗ Duy Trường. Đến ngày 29 tháng 6 năm 2022, Trường được Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan cấp hộ chiếu. Và đến ngày 19 tháng 8 năm 2022, Đỗ Duy Trường bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội. Bạn trai á hậu lao lên sân khấu đập nát vương miện của hoa hậu. Sự việc hy hữu xảy ra vào ngày 27 tháng 5 trong cuộc thi hoa hậu chuyển giới Miss Gay Mato Grosso Brazil. Cụ thể trong đêm chung kết, khi thấy Nathalie Baker chỉ giành được giải á hậu 1, bạn trai của cô đã xông thẳng lên sân khấu, giằng lấy vương miện của hoa hậu rồi đập nát. Sau đó người đàn ông đã cố gắng kéo Baker ra khỏi sân khấu, nhưng lực lượng an ninh của cuộc thi đã can thiệp đưa anh ta vào hậu trường. Khi chương trình kết thúc, Marlon Hennig, đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Miss Gay Mato Grosso đã lên tiếng chỉ trích hành động của người đàn ông. Đồng thời người này cũng nhấn mạnh rằng các ban giám khảo cuộc thi đã công bằng khi tuyên bố Amandoli Bellini là người chiến thắng. Đội ngũ pháp lý của cuộc thi đã được thông báo về hành động gây rối này và các biện pháp pháp lý cần thiết sẽ được thực hiện. Marlon Hennig cho biết thêm. Hầm chui cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh bị ngập. Hầm chui dài 670m trước bến xe miền Đông ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, người dân phải bị bõm dắt bộ ngày 30 tháng 5. Sau cơn mưa lớn tối qua, hầm chui trước bến xe miền Đông mới trên xa lộ Hà Nội hướng thành phố Thủ Đức về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bị ngập khoảng 200m. Tình trạng này kéo dài đến trưa nay gây khó khăn cho việc đi lại. Một số vị trí nước ngập sâu khiến xe bị chết máy, người dân phải dắt bộ lên dốc để tìm nơi sửa, số khác phải quay đầu xe tránh đoạn ngập. Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh là chủ đầu tư cho biết, do máy bơm tự động của công trình bị hỏng, không thể bơm thoát nước nên hầm bị ngập. Đến 15 giờ, đơn vị đã khắc phục xong sự cố này.
Hầm chui dài 670m, rộng 8m, kinh phí xây dựng 75 tỷ đồng, thông xe 4 tháng trước. Công trình này là một phần trong dự án cầu vượt trước bến xe miền Đông mới nhằm kết nối giao thông khu vực. Năm ngoái, hầm chui An Sơn ở nút giao cửa ngõ Tây Bắc thành phố cũng bị ngập sâu do hệ thống điện gặp sự cố, khiến máy bơm không hoạt động. Trung Quốc hoan nghênh chuyến thăm của ông chủ Tesla Elon Musk. Theo Reuters, ngày 30 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Bắc Kinh hoan nghênh ông chủ hãng xe Tesla Elon Musk và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác đến thăm, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc. Bà Mao Ninh nhấn mạnh, chúng tôi muốn thấy các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc. Trước đó, ngày 9 tháng 4, công ty sản xuất xe điện Tesla Inc. Mỹ thông báo sẽ xây một nhà máy mới chuyên sản xuất pin Megapack tại Thượng Hải, Trung Quốc. Trong thông báo tại lễ ký kết dự án ở Thượng Hải, Tesla nêu rõ nhà máy mới dự kiến được khởi công vào quý 3 năm 2023 và bắt đầu sản xuất vào quý 2 năm 2024. Ban đầu, nhà máy sẽ sản xuất 10.000 pin Megapack trên một năm, tương đương với khả năng lưu trữ năng lượng lên đến 40 GWh. Các sản phẩm của nhà máy sẽ được bán trên toàn thế giới. Việc Tesla chuyển hướng xuất khẩu các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc sang Canada thay vì dùng sản phẩm sản xuất từ nhà máy chính của hãng tại bang California và Texas được xem là một bước đi chiến lược giúp hãng giữ lại các phương tiện được sản xuất ở Mỹ để bán cho chính thị trường Mỹ, nơi chúng đủ điều kiện nhận các ưu đãi về thuế tiềm năng lên đến 7.500 đô la Mỹ theo chương trình trợ cấp của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.